Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Siro Win, Siro và Takimi. Rất vui vì hôm nay tôi được gặp nhau với những clip thì hiện tại mình đang có mặt tại Nam Sơn Play con nick Kisame tân thủ huyền thoại của mình. Hiện tại mình đã đạt cấp độ 76 nha anh em. Và anh em cũng đừng quên nếu mà anh em nào đã chơi với mình, cùng chơi với mình ở server này mà hiện tại đang ở cấp độ bao nhiêu và đi đến có bạn nào rồi thì có cái hệ thống nào rồi thì có thể để lại comment cho mình biết là anh em đang ở cấp độ bao nhiêu như thế này thế kia đó. Đó vậy nó mới vui. Rồi để mình chỉnh lại khung hình một chút cho nó phù hợp đã. Rồi. Như thường lệ thì không quên gửi lời chúc đến em một ngày vui vẻ. Xem clip của mình thì nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình. Nói chung thì như vậy thôi. Và clip nếu có quảng cáo hiển thị trong video thì em cũng nhớ click những cái quảng cáo đó để ủng hộ cho mình với tinh thần và động lực, cũng như là những gói mì hảo hảo thơm ngon. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ sắp xếp túi đồ một chút. Cái gì đây? Mấy cái này hình như là của quanh tịch đúng không? Của cái hoạt động quanh tịch. Hôm nay là ngày kết thúc hoạt động rồi cho nên là hiện tại đang có hoạt động mới. Ok, mình sẽ sử dụng hết cái này luôn. Nói chung thì mấy cái clip gần đây, mấy ngày gần đây thì mình đang tạm dừng đi phó bạn anh em. Cứ liên tục đi phó bạn thì cũng rất là chán. Với lại là mình đang có dịp để tăng cấp sức mạnh nữa. Cho nên là những cái clip tân thủ tiếp theo này thì mình sẽ tập trung để tăng cấp sức mạnh. Rồi, mình sẽ nhận hết mấy cái này đã. Có thể chiêu mộ Crocodile rồi này. Tầm bảo cái đã. Nhảy vô là phải tầm bão liền anh em. Đó, ngoài ra thì bốc cái cầu tu luyện này để lấy kinh nghiệm này, lên cấp nữa này, cấp 77 luôn. Quá phê. Đó, tinh bàn thì các bạn cũng có thể nhận được kinh nghiệm nha. Cho nên là cứ nhận thôi. Lên 35%. Lương ngày là nhận nè. Tiếp theo là quà online và ngoài ra thì có phần quà này của đấu trường, mình sẽ nhận được thêm vài nghìn nữa. Được thêm khoảng 5.000 đấy, chắc là khoảng 5.000. Danh vọng mình hiện tại là 11 vạn. Mình đi chiêu mộ Crocodile đã. Thanh niên này thì mình không có chơi cho nên là mình chỉ chiêu mộ cho có thôi. Để mình mở tiếp người tiếp theo. Đây. Vậy là người tiếp theo là ai đây? Người tiếp theo là Khalifa. Khalifa khá là đắt chứ. Hiện tại Luffy là danh vọng là 125.000. Mà mình mới được có 112.000 thôi, cho nên cũng còn một chặng đường khá là dài. Ok. Sắp tới sẽ cố gắng chiêu mộ Luffy. Huấn luyện cái bọn này. Huấn luyện cái bọn này nha anh em. Đặc biệt là Yoro mình huấn luyện cực kỳ nhiều luôn. Ông Ken này thì mình đang cố gắng nâng lên 70 cho nên mình nâng cái này lên 70 luôn đi. Rồi thôi mình tăng tốc cái này. Đó, ông này lên 70 thì mình có thể tiến hóa được rồi. Để mình có thể mở phó bản ác mộng tiếp theo ở trong cái anh hồn này. Đây là anh hồn mình sẽ tụ hồn nhanh luôn. Đó, tiếp tục là bắt hồn 2 lần miễn phí. Lên luôn đi. Cái kia nổ mất rồi. Uổng quá. Ok, lần này có ba cái tử hồn luôn. Khá là ngon rồi, thôi bắt đi đi, không nó bể nữa khổ. Tiếp theo là nâng cấp cái phòng nghiên cứu này để nhanh lên cấp nha anh em. Nâng cái này. Ok. Rồi thì tiếp theo là mình làm cái gì nhỉ? Bắt cá. Bắt cá để chăm sóc cho bé ăn, cho nhanh lên nhanh lớn để mình còn tăng cấp sức mạnh nữa. Xui trời, dính hai con cá vàng luôn. Đó, cho ăn đi anh em. Hiện tại là vẫn chưa tiến hóa được. Phải cố gắng nâng từ từ lên thôi. Cái này thì vẫn chưa lĩnh được đúng không? Chắc là tầm chiều mới lĩnh được. Tiếp theo là mình sẽ làm về cái gọi là... Đại chiến nhiệm vụ hôm nay là mình được xong cái này này. Mà đợt này chắc mình chế ma khí quá. Thôi, chắc là tiếp tục chế nhận đi. Ok, chế tạo nhanh đi. Trong cái đó thì không có gì đặc biệt đâu anh em. Mình sẽ mấy cái này thì mình thay vì bán đi thì mình có một lời khuyên nhìn cho anh em đây. Đó là mấy cái này anh em sẽ cho vào phòng lễ phẩm. Anh em cho vào phòng lễ phẩm anh em sẽ nhận được mấy cái này. Anh em búp cái đổ thân mật lên thì sẽ lợi hơn so với là bán. Bán thì cũng trả được bao nhiêu berry hết á. Cho nên là anh em khuyên anh em là nên làm như vậy. Mình sẽ làm thử cho anh em xem. Đó, búp cái này cố gắng lên cấp 27 là học được kỹ năng mới của Yoro này. Bây giờ thì mình sẽ thử cho anh em xem. Trước tiên thì mình mở luôn con bét cưỡi của mình. Bữa mình vừa được con bét cưỡi đó là chiếc Wover. Con này thì các bạn muốn sở hữu thì các bạn cần phải đạt 4.000 điểm tích lũy ở trong cái hoạt động thương thành nha. Tức là tiêu 2.000 vàng. 2.000 vàng thì cũng khá là đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ sử dụng luôn. Vật chiến sẽ lên là từ 224 lên 227. Cũng ok đấy. Sau đó tiếp tục là vào bét cưỡi. Sau đó mình sẽ cưỡi cái chiếc Wover này. Đó, anh em thấy không? Bây giờ mình đã có chiếc bét cưỡi đi
tiện cho việc đi lại rất là nhanh chóng luôn. Và ngoài ra một cái điều đặc biệt nữa, khi mà các bạn đã có bếp cửi rồi thì các bạn có thể sử dụng những cái trang sức bếp cửi ở đây đó, mấy cái này rất là chật túi luôn, nhưng mà bây giờ mình có thể nhận được rồi. Tiếp theo thì bây giờ mình sẽ bán cái này, cái đã bán bớt cái này nha anh em. Lý do mình bán là nó vì nó chật túi thôi, lát là mình sẽ mua lại sau, không có gì hết đó. Ok, bây giờ mình sẽ vào kho để mình lấy ra mấy cái trang sức bếp cửi đây, mấy cái này lấy ra hết để mình sử dụng. Khi mà thừa rồi mình sẽ cho phòng lễ phẩm được nha. Đó, mấy cái này nè anh em. Đó, mình đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi anh em, để mình có thể dọn dẹp túi cho nó đỡ chật túi. Thì đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái mọc lưu ly này xem sao. Hai hai bảy lên 228 này anh em, cũng khá là mạnh. Các bạn vào phòng trang sức các bạn xem, đây là cái bộ đồ này, nếu các bạn full 6 bộ các bạn nhận được sinh mệnh cộng 0.8%. Cái này cũng chắc là mình nghĩ trả được bao nhiêu, tại vì bây giờ điểm mình đang yếu cho nên cộng thêm cũng không được bao nhiêu đâu. Tiếp theo là về cái bộ này thì sẽ được ma công thiên phú. Cái bộ này tăng về ma công thiên phú cho nên là sẽ lợi cho con Nami. Ok. Rồi, bây giờ mình còn cái bộ nào mình sử dụng hết luôn nha. Cái này thì mình đã sử dụng rồi cho nên là không được sử dụng nữa. Thì các bạn sẽ cho vào phòng lễ phẩm. Đây, các bạn cho nó vào phòng lễ phẩm này. Các bạn sẽ đổi được thủy tinh trang sức 281 cái, cũng khá là ngon. Mấy cái này thì còn dư thì mình cống hiến cho thằng Yoro thôi. Như mình nói thì các bạn sẽ nhận được cái điểm thân mật. Cái này là đồ nó không ưa thích cho nên là bị trừ một ít điểm, nhưng mà không sao đâu, cứ cống hiến thôi. Tiếp theo là cái này, xâm lâm mộc. Từ 228 bây giờ lên chưa được nhiều lắm. Dùng cái này nữa, phải là dùng cái này. Full rồi đó, mình nghĩ là full bộ rồi đó. 228 vẫn chưa tăng được nhiều nha. Ok hết rồi, bây giờ là mình chỉ được vài bộ thôi nha. Mấy cái này cho vô đây hết đi. Ok, vậy là xong. Để mình xem coi mình có được full bộ nào chưa. Full được một bộ này anh em. Sinh mệnh còn 0.8% mình cũng chắc trả được bao nhiêu đâu. Bộ này thì còn thiếu tới 3 món lận, khá là đen. Ok man, tiếp tục là mấy cái này thì mình sẽ cho vào phòng lễ phẩm hết chứ để làm gì. Nhận nha anh em. Đó, rất là lợi luôn. Hứa với anh em luôn là mấy cái này rất là lợi, nó giúp cho đồng đội chúng ta tăng được cái độ thân mật. Đó, rồi xong, bây giờ chúng ta sang một quà tặng rồi chuyển tới cái đồng đội ta muốn thôi. 3 3k3 rất là đủ lên cấp này. Là được 15. Mấy cái này là nó không ưa thích nhưng mà mình cứ quăng vô thôi, tại vì mình đang dồn để mình làm cho cái thằng này. Mới cấp 15 mà anh em, cũng hơi cùi. Còn khá là lâu rồi mới lên được. Rồi bây giờ mua lại mấy kia được rồi đó. Rồi xong rồi đó, tương tự như vậy thôi. Sau khi mình có bếp cửi rồi thì mình dọn dẹp được một mớ đồ, cho nên bây giờ mình có thể cất mấy cái thứ này vô đây. Quá ngon. Đó, dây nắc quỷ đồ cất vô hết đi chứ để đây làm gì chật túi anh em. Túi mình đã dọn dẹp được một mớ này. Mở được 41 cái hộp quà của Khánh này luôn đó chứ. Đó chứ anh em, rất là lợi luôn. Berry đồ quá trời này. Này thì cất vô, tiếp tục cất vô kho thôi. Không, mình nghĩ chắc mình nên lấy cái này ra. Cái này hay mở được cho nên cất cái hộp này, này. Cất cái hộp nào mà khó ra ấy. Hai cái túi vàng. Một đồng xu trung được 100 vàng luôn. Quá kinh. Đồng xu trung là xác suất 20 khá là cao đó anh em, nhưng mà mình đã được 100 luôn là mình khá là hên đấy. Hôm bữa mình quay được cái túi bảo vật K130 nè. Nhưng mà phải chờ 130 mới mang được. Khá là lâu. Thật sự là khá là lâu luôn ấy. Hiện tại đang cường quá chạm mốc 100% kìa. Cố gắng cường quá thôi. 45 hả? Ok. Ủa 100% á. Mình vừa thấy 100% tới mà giờ lại rớt 94 rồi, lẹ vậy. Chưa kịp cường quá nữa. Chàng thiệt chứ. Rồi ok. Chứ vì lực chiến tăng cũng trả được bao nhiêu. Nói chung là trả bao nhiêu cả anh em. Được thêm con bếp cửa cho nó cửa cho vui vậy thôi chứ cũng trả được gì nhiều. Đây, rồi cộng thêm cái này sinh mệnh 800. Trang sức thì mình có thể trang bị này vô đây nha anh em. Trang bị này vô mình nghĩ chắc là ngon ấy. Đây giờ mình sẽ trang bị này vô. Đó, lực chiến lại gia tăng này. Quá ngon. Wow, lên 231 luôn. Lên 232. Còn thiếu 3 cái nữa thì mình sẽ lắp mấy cái kia đi. Cho nó đủ bộ luôn. Đó, thấy chưa anh em. Ngoài ra các bạn có thể cường quá nữa. Cường quá mấy cái này nè. Giờ mình sẽ cường quá cho anh em xem. Mình sẽ cường quá lên tầm cũng 5 đi. Cường quá full cũng 5 đi.
Đó, thấy chưa? Tốn hơi nhiều đó anh em. Rồi, giảm xuống cực quá 3 thôi. Nếu không là hết. Rồi, quá 3 thôi. Lên 2, 3, 4 thôi hả? Bây giờ các bạn tinh luyện nữa. Ngoài ra các bạn phải tinh luyện để các bạn kiếm thêm điểm nữa anh em. Cái này thì mình lấy ba cái này đúng không? Cho nên là mình sẽ tẩy ba cái này. Ủa đâu rồi? Nó đâu rồi? Tẩy này được hơi cùi. Nhanh nhẹn với vật công này, cái này cũng khá là ngon, cho nên mình sẽ thay một tính mới, cộng được thêm lực chiến. Đó, thấy chưa anh em? Rất là tác dụng luôn. Tuyệt chiêu phòng và chính xác. Đó, các bạn thấy thích cái nào thì các bạn cộng thôi. Này có vật công thì mình sẽ lấy. Này có ma phòng, giảm sát thương, tuyệt chiêu phòng, tuyệt chiêu và ma phòng, lấy này đi. Ok, ở đây thì mình chơi ba cái này cho nên mình sẽ tẩy ba cái này. Cái này ngon nè, một công 80. Lấy luôn. Bây giờ mình tẩy tiếp coi được cái gì ngon không. Không ngon lắm. Thôi, tẩy cái khác đi. Vật công này anh em, có vật công là mình thấy ngon rồi đó. Sức mạnh 0.2 luôn này. Tuyệt chiêu cộng 60, đồng chí mạng, vật phòng và sức mạnh à. Thôi lấy leo đây. Như là lên 237 rồi anh em, gần 240k rồi. Ui à, cũng làm được thêm một chút ít nhưng mà cũng không có giá trị gì nhiều lắm. Máu của nhân vật chính bây giờ mình là 37k thì nó cũng khá là yếu. Bây giờ quan trọng là mình phải cố gắng huấn luyện thằng Zoro này lên nè anh em. Chuyển sinh cho nó, cho anh lên. Đấy, cho nó mạnh. Chuyển sinh thì nó mới mạnh được. Rồi bây giờ mình vào chỗ tiến hóa để mình tiến hóa ông Ken đó. Đây, tiến hóa được ông Ken rồi này. Xong, ông Ken này mặc dù tiến hóa xong mà rất là yếu sinh lý luôn. Anh em phải chờ đến chế độ Haki nha. Tại vì ông này hình như là có tiến hóa 2 lần thì phải. Sau khi các bạn tiến hóa 1 lần ở đây thì các bạn có tiến hóa 2 lần liên tiếp bên đây nữa. Không biết là có ông ta. Mình không nhớ là có hay không. Nhưng mà nhớ thường thường những đội mà Haki là đều có tiến hóa 2 lần. Đây có này, 3.000. Là rất là mạnh luôn. Là rất là mạnh luôn. Sau đó các bạn Haki nữa là bao ngầu luôn. Nhưng mà mình đang cố gắng tiến hóa cái này cho nên là thôi, bỏ qua vấn đề tiến hóa 2 lần đi. Giờ mình sẽ vào phó bản ác mộng của Lena. Cho con Lena vào trận hình. Ủa Lena đâu rồi? Tính ra mình tháo nó ra rồi ấy. Long hả? Rồi ok. Thôi được rồi. Có gì clip sau mình sẽ làm. Clip cũng hơi dài rồi. Mình sẽ lĩnh thưởng Emperor cái đã. Các bạn cố gắng cái nào mà các bạn có thể làm được, các bạn cứ cố gắng làm nha. Để các bạn cố gắng cày đồ. Rồi, cảm ơn em rất nhiều đã theo dõi clip bên. Nhớ like, video, subscribe cũng như đăng ký kênh và cái quảng cáo cho mình là ok rồi. Hôm nay thì mình đã chính thức nhận được thêm một con bét cưỡi và làm trang sức bét cưỡi cho nó. Lực chiến thì cũng gần 240k. Sau đó thì mình sẽ cố gắng cày lên 250k, rồi từ từ lên 300k. Cái nhận này cùi này, kéo thừa qua. Ok, sinh mệnh bị chờ một chút nhưng mà chắc cũng không sao đâu. Tại vì cái này nó cùi quá nè, mình phải tẩy thôi. Đấy, nếu mà mình tẩy cái này được ngon là ngon. Sinh mệnh đồng chí mạng, chính xác. Đó, sinh mệnh tuyệt chiêu này thấy không? Đó, là ngon liền.